cái da chị lúc trước đó, khi mà tới đây em biết nó buồn lắm, nó nám mà nó sạm hai bên nữa. Chị cũng dùng nhiều cách rồi mà nó không có hết. Dạ. Bây giờ sau hai lần rồi thì em coi nè, chị quá là bất ngờ luôn á, chị không có nghĩ là da chị có thể mà nó cải thiện mà nó thay đổi đến như vậy. Chị cũng lo lắm, tại vì cơ địa chị sợ đau lắm. Yeah. Nhưng mà trong lúc điều trị thì chị thấy nó bình thường à. Yeah. Nó thoải mái, dễ chịu, bác sĩ làm dễ chịu lắm. Thì mình đã lựa chọn đó là cái phương pháp mà dùng huyết tương giàu tiểu cầu PRP. Sau đó mình sử dụng cái huyết tương giàu tiểu cầu đó mình cấy lên trên cái vùng nám và cấy lên toàn mặt để vừa giúp điều trị cái vùng nám và giúp trẻ hóa da, làm sáng da, đều màu da và cho cái da nó được trẻ hóa, được đẹp hơn. Thì sau hai lần điều trị thì hôm nay chị tới thì thấy là mình cũng thấy là cái nám ở cái vùng má nó được mờ đi, các cái phần da nó được trong hơn, nó sáng đều màu hơn, và đặc biệt là cái da của chị thấy nó có cái độ mịn màng, nó căng, nó cũng giảm bớt một phần cái nếp nhăn vùng xung quanh mắt của chị.